đồ à. Cảm ơn.
cho nên là người ta sẽ có thể luôn
Tiếp này không? Đây là nhóm thuốc gì? Sulfamic. À, tiểu đường bảo nào? Đây là nhóm thuốc kích thích tế bào gây ra nội tiết insulin. Hồi nãy á, mình cứ nhớ đến cái giai đoạn là glucuronio tăng ATP làm đóng cái kali rồi gì mở 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 từ đâu mình la ra không? Nhớ tới lúc đó nữa chị. Và ATP vô cái kem kali này dẫn từ vị trí KIL6.2 nhớ không? Rồi bây giờ sulfonylurea nó làm gì? Nó sẽ gắn lên vị trí SERP 1, gắn lên vị trí SERP 1 như chân kali trực tiếp làm đóng chân kali này nè. Và đóng chân kali này nè, tăng nồng độ kali ở trong nội bào làm mở gan canxi, đường mở gan canxi, canxi đi vô cái thích tố dự trữ insulin, phóng thích insulin ra ngoài. Có phải là hồi nãy giờ mình nói như vậy không? Như vậy thì đến sulfonylurea nó đứng thẳng vào cái chân kali này luôn, đóng trực tiếp cái chân kali này lại. Được chưa? Còn quy trình bài tiết ra nó y hệt như là của insulin hồi nãy. Hiểu hiểu chỗ này không các chị? Đó chính là gì? Quá cơ chế tác dụng của sulfonylurea. Chưa? Và đây là cái đó. À, còn có rất nhiều thế hệ để hiện nay được bị xài thế hệ nay thôi. Trong đó có một biệt dược siêu nổi tiếng là gì? Diamine nhé. Không, không là giống cái. Nhóm khác là giống phép anh. Mét cọc pin là luôn không phải. Này ơi, nhóm cái gì vậy trời? Trời, trời, luôn không phải. Đúng. Rồi, nói chưa? Luôn không phải là mét cọc pin. Còn diamine rong là clean classic. À, clean classic, nhớ rồi. Nhớ chưa? Nhớ. Một ký của nó là tới 500 triệu đó. Ký nguyên liệu á. Mắc kiều. Một ký là 500 triệu. Cái này là không qua được bổ. Cái này chúng ta phải uống nước ăn ba nghìn phút. Tại vì sao? Vì cái này kích thích tế bào beta tuyến tiết insulin mà. Ăn đã đời rồi chứ uống thì tiết ra làm việc kịp để hạ đường huyết. Hiểu không nào? Rồi cái này là chỉ định là có đường tiếp 2, tiếp 1 được không? Hiệu quả cao lắm. Thứ ba, tác dụng phụ tiếp theo
Các trường hợp bị thiếu oxy
rồi, thuốc này có thể gây ra ung thư bàng quang, đó là dioglycanol. Yeah, cool.
tốt cho cơ thể vậy đó. Nhưng mà 90 giây thôi, chưa kịp tuân mặt ngạc nhận đã bị một cái enzyme đó là D-leptidin peptida, hay còn gọi là DPP4 phân hủy. Đúng không ạ? Vậy thì con người là một thực thể siêu thông minh, siêu sáng tạo, cái gì cũng là số 1, cái gì là thông trị. Và sẽ nghĩ ra hai nhóm thuốc để tương ứng với cơ thể này. Nghĩ ra gì đi? Mình sẽ ức chế lại cái enzyme DPP4 là phân hủy cái ingredient tự nhiên của cơ thể. Và hướng thứ hai là gì? Mình tạo ra một cái ingredient giống 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 như của mình, nhưng mà hơi khác một xíu để đền với cái enzyme DPP4, đúng không? Và giống, tại sao vậy nhỉ? Giống để cho ra những cái tác động giống cái ingredient chứ. Bảo là protein. Trời ơi, bây giờ mới quay lại, hormone hoạt động thông qua
tiết insulin ra ngoài. Nắm được không? Không cần phải nhớ lời cô nói, nhớ cái hình trên này. Có nghĩa là chị nhìn cái hình trên này thì các chị sẽ giải thích được. Nhưng mà cô khi đi thi cô không có hỏi thi như vậy. Cô không hề hỏi là cái này chỉ từ A đến B rồi các A đến B vào. Cô không hỏi như vậy đâu. Cô chỉ hỏi là cái cơ chế của GLP-1, đồng vật GLP-1 là gì, liên quan đến cái gì mà thôi. Đúng không nào? Các chị trả lời là kích thích bài tiết liệu xuống đi. Có phải không? Còn chi tiết như thế nào? Cô muốn hỏi thì cô sẽ cho hình. Thì cô mới hỏi. Nên không cần các chị nhớ chi tiết là chị như nào, nhưng các chị cần phải nhớ để bữa sau các chị chương trình. Chứ cô sẽ không hỏi thi là adenine sinh ra hóa ra sao, tăng cả ra sen theo phòng như thế nào. Không, chứ cô không hỏi bác cái này đâu, thì tất nhiên là chị cũng nhớ lỗi đâu. Rồi, lưu ý giùm cô có một điểm rất đặc biệt của nhóm thuốc này. Đó chính là khi mà nó tạo ra sen theo phòng rồi á, thì nó tạo một chất đó là PKA hay còn gọi là phosphokinasa, và cái này nó sẽ tác động lên cái nhân của tế bào beta tụy và nó sẽ kích hoạt cái nhân này sản xuất ra insulin nhiều hơn. Đây là điểm đặc biệt nha, nắm được không? Cái sulfonylurea chỉ là gì thôi nè, phải tăng tiết insulin ra nhiều hơn nha, cứ tăng tiết ra đi nha. Như cái này đó, nó có thêm một cái cơ chế nữa, nó cũng tạo tế bào beta tụy tăng tiết đi, nhưng mặt khác nó cũng giúp tế bào beta tụy sản xuất ra insulin nhiều hơn. Hiểu không? Vừa xài và vừa gây dựng. Thế còn sulfonylurea có xài không ạ? Hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì cái này có một cái đặc biệt là gì? Kích hoạt lên nhân, tăng lượng sản xuất ra insulin nữa, nó về bảo vệ cái tế bào beta tụy nữa. Nắm được ý này không? Đây là một điều rất đặc biệt của đồng bào sinh quan nha. Hai mốt có chương trình thì nhớ nói thế này. Rồi, đồng bào sinh quan có tác dụng là rất nhiều thứ để cho người nhận sạch. Lợi ích của nó là gì? Một cái điểm, thêm một điểm đặc biệt của nhóm này nữa, đó là nó lại lợi ích lên tim mạch giống y chang như là metformin, thổ cá. Đường dùng của nó là đường gì? Cái này sinh viên không bao giờ để ý. Đến lúc mà thầy cô hỏi cái thì ớ ra hả, không biết nữa. Tim da. Chính xác, nó là tim dưỡng da. Tại sao nó là tim dưỡng da? Bản chất của nó là gì? Đồng vật CB1 giống với CB1. CB1 là gì? Là một protein. Nắm được không? Vậy thì có dùng đường uống được không? Không. Đó là lý do tại sao dùng đường tiêm. Nắm được chưa? Đó là một điểm bất lợi khá là lớn của cái đồng vật CB1. Rồi. Cái AC năng tích thì tiêm phải 2 lần, còn liên ra vô tích thì thời gian tác dụng kéo dài, cho nên dùng ngày 1 lần thôi. Nhưng nè, hiện nay người ta tạo ra được một cái thuốc đồng vật CB1 dùng đường uống. Thấy nha, dùng đường uống mặc dù sức khả dụng của nó dưới 1%, nhưng nó dùng được đường uống và cho hiệu quả. Có nước ngoài nó xài thôi, tính ra tiền Việt Nam khoảng mấy trăm ngàn một viên. Mấy trăm ngàn một viên á, chứ là còn hồn đâu. Cho nên mình không khả năng xài đâu. Ngay cả việc bản thân cái thuốc này là xài được tiêm mà mình cũng khó tiếp cận vì bản thân nó cũng là đắt rồi. Chứ đừng nói đến chuyện mà đường uống càng đắt nữa, nên mình không thể tiếp cận được. Còn cái ly da lưu tích là
vô về cái cơ chế của những cái này nha, nó sẽ hay ho hơn là chúng tôi không xuống như vậy. Rồi thuốc ức chế tiêu độc và trị anti luto ở ống thận, cái đuôi của nó luôn luôn là glyphlosin, nhận diện được nhóm thuốc thông qua những cái từ giống nhau nha. À, thuốc chế inhibitor luôn luôn là gì? Glyptin, glyptin. Còn thuốc chế tiêu độc và trị anti luto là gì? Glyphlosin, dapa glyphlosin, cana epa glyphlosin, otu glyphlosin. Rồi, như này nè. Cái thận của mình á, nó sẽ lọc đúng không? Nó cũng đang là lọc máu gì? Và nó sẽ lọc hoàn toàn gluco qua màng lọc cầu thận. Tôi sẽ tự nhắc lại nha. Gluco được lọc hoàn toàn qua màng lọc cầu thận. Nếu như vậy thì có nghĩa là gluco sẽ được thải ra ngoài qua nước tiểu. Nắm được không? Tại vì nó lọc qua được cái mạch lọc rồi mà. Nó lọc qua thì nó đi vào trong ống thận, nó đi ra ngoài thôi. Nhưng thực tế là mình có thấy glucose trong nước tiểu không? Không. Như vậy thì có quá trình gì đã xảy ra trên đường di chuyển của glucose? Chính xác, có quá trình tải hấp thu trở lại. Có nghĩa là lọc qua rồi, sau đó đi ngược trở lại vào trong máu. Và nhờ cái chất chuyên chở đó chính là SGLT2 SGLT1. Nắm được không? Chữ SGL là viết tắt của chữ là gì? Sodium. Gì nữa? Glucose-co-transporter mà. Đúng không nào? Dù như vậy là 90% glucose được tái hấp thu trở lại vào trong máu nhờ SGLT2 và 10% còn lại là SGLT1. Như vậy thì mới có nhóm thuốc ức chế SGLT2 ra đời, có đúng không? Có nào ức chế SGLT1 không? Tại vì nó trẻ thuốc 10% mà. Mỗi chiếc giờ thuốc hốt, hốt cái lớn, hốt cái nhỏ chi? Có phải không nào? Rồi. Như vậy là, ở đây, nhìn dùm cô. Khi mà cái ức chế SGLT2 này bị chẻ lại, có nghĩa là glucose có đi ngược trở lại trong máu luôn không? Không, nó thải ra bên ngoài. Như vậy mình sẽ thấy cái gì? Nước tiểu có đường, được không nào? Thì cô nếu đi tung tung. Rồi tiếp tục nha. Tại vì biết không? À, mình thấy là sinh tâm lý cho bệnh nhân. Tại vì ví dụ như là người ta ở quê chẳng hạn á, thì người ta sẽ thấy rằng là khi mà bị tiểu đường thì sẽ có glucose trong nước tiểu, đúng không? Tại sao bây giờ tôi xài thuốc quá trời rồi tôi vẫn còn thấy glucose trong nước tiểu? Có phải không nè? Tôi nói sơ sơ sẽ có đường trong nước tiểu. Và đương nhiên rằng khi đường trong nước tiểu thì nó sẽ dẫn đến cái tác dụng phụ gì? Đường là một cái môi trường gì? Chính xác, tốt cho vi khuẩn phát triển. Do đó mình thải đường qua nước tiểu thì sẽ có khả năng dẫn đến là nhiễm trùng nước tiểu, đúng không nè? Đó, nhiễm trùng nước tiểu, nhiễm tăng seto, vân vân vân. Có một điểm đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với các anh chị, đó là cái thuốc dapa glyphosin. Dapa glyphosin, xin lỗi các mình xin được đi từ nhóm lớn đi. Nhóm thuốc ức chế SGLT2 là một nhóm thuốc rất có lợi trên tim mạch, giống như là cái thuốc đồng bọn GLP-1 vậy đó. Nhưng và cái nhóm thuốc này khi có lợi trên tim mạch như vậy thì người ta đã thử nghiệm lâm sàng cái thuốc này qua các phương tiện điều trị những bệnh lý trên tim mạch, đó chính là bệnh lý suy tim. Và kết quả lâm sàng cho rất khả quan, có nghĩa là gì? Và họ đã chấp nhận cái thuốc dapagliflozin để chỉ định cho bệnh nhân suy tim. Nắm được không? Độc lập với đái tháo đường tiếp 2. Cô giải thích chỗ này kỹ hơn nha. Có nghĩa là dapagliflozin chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 và kèm theo bệnh lý suy tim. Tốt đúng không nào? Rất tốt. Bây giờ trường hợp khác là gì? Dapagliflozin được chỉ định cho bệnh nhân
nhiều quá mất tới dụng cụ cô nó thấy nếu mà sinh viên nhưng mà dùng nhiều quá làm ra được biết con là đi nha cái chat của cái Zalo của ai đó.
cơ là yếu hơn nè. Nắm được không? Được. Thì cái đó là cơ chế phóng thích ra insulin bình thường của cơ thể. Bây giờ bệnh đến xuống con endocrine nó làm cái gì nha? Rồi, bắt đầu nè, sulfonin đưa ra, nó sẽ đến, nó gắn tại vị trí sớt 1 trên cái kênh kali này lại. Khi mà nó gắn như vậy thì nó khóa luôn cái kênh kali, giống như là khi ATP gắn vô. Và như vậy thì kali cũng y chang như vậy, tăng nồng độ vị thế dương ở trong màng tế bào, dẫn đến hữu tự màng, hữu tự màng để canxi, vỡ kênh canxi ra, canxi đi vô, vân vân. Chị hiểu chưa? Y chang như vậy luôn. Như vậy là tuyến tụy không được bài tiết ra insulin.
tiết giống 9.7% đối với cái đồng cái gen liên quan tự nhiên của mình thì nó gắn đến cái acid béo, thì nó sẽ gắn đến receptor, receptor nó nhận receptor đúng không nè. Như vậy là khi mà đường huyết tăng cao nó tăng tiết ra nó tỷ lệ giống của nó là, và cái gen liên quan này cái thời gian bằng phải của nó 13 giờ, cho nó mình dùng ngày một lần thôi. Rồi nó có tác dụng y hệt như liên quan tự nhiên trên ba vị trí ruột, gan và thủy. Ở trên ruột thì sao? Giảm cái sự lấy glucose đi vô, tăng cái thời gian làm rỗng hạt nhân đúng không nào? Rồi thứ hai là ở thủy nó sẽ tăng cường bài tiết là insulin từ tế bào beta để ức chế việc sản xuất ra glucagon từ tế bào alpha. Và thứ ba là gan thì giảm sản xuất glucose ở gan. Và như vậy thì cả ba cái này hợp lại thì nó sẽ làm cho đường trong máu làm sao? Xuống. Và nó sẽ phụ thuộc vào đường ở trong máu, do đó tỷ lệ hạ đường huyết có mức rất là thấp, hiểu không? Tức là đường huyết quá cao thì mới kích hoạt ba cái cơ chế hồi nãy, còn đường huyết thấp thì không có. Đường huyết có cao thì hạ xuống nè. Rồi chưa? Thì nó là những cái cơ chế mà mình nói như viên phòng chịu có quay gì vậy, chị gửi đi đây nó coi.